thiệu, đây là dàn mini, model là Kewood SK3. Dàn này chức năng chính là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn hỗ trợ ngõ AUX 2 đầu Avera 3.5, dùng kết nối với điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Hỗ trợ ngõ sub để kết nối sub điện rời, tăng thêm dãy âm trầm. Công suất âm ly tương đối khá lớn là 60W. Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Công suất lo là 60W trên cặp lo. Đây là tổng thể mặt sau Kenwood SK3. Hàng em bán ra đảm bảo nguyên bản, nguyên zin. Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Bên em có bán cục đổi nguồn kèm theo dàn. Cái nào có nhu cầu mua thì liên hệ em. Giá bán là 200.000 cho cục đổi nguồn. Hoặc nhà mình có ổn áp thì mình cứ lấy điện 100 đến 110V từ ổn áp ra sử dụng cho bộ dàn đều ok. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm, sử dụng tốt cho phòng 25m2. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng cho mình. Còn nếu các anh ngại không gọi thì mình có thể nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng qua Zalo cho các anh. Nãy giờ mình nghe nhạc qua chức năng điện thoại thì bây giờ em sẽ test nhạc qua chức năng CD cho các anh tham khảo. Hàng bên em bán ra ship tặng nhà, chỉ cần cho địa chỉ là em ship tặng nơi. Có hai cách thanh toán, một là chuyển cọc giúp em 300.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ và khi nhận hàng thì các anh vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng là không bao ship. Còn nếu mà các anh không cọc thì các anh vui lòng chuyển đủ 100% giúp em. Khi mình chuyển đủ thì em sẽ tặng cho mình một nhợ dây kết nối điện thoại kèm dàn để về mình ghim vào điện thoại, TV, máy tính nha. Số điện thoại cũng như Zalo bên em là 0931008099. Bây giờ mình sẽ cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Trên dàn này mình có thể chỉnh chế độ âm thanh được nè, loud nét để mình nghe nhạc vàng. Rồi chế độ Equalizer 3D, có Night, Smart, Eastpass. Nếu mà các anh cần bass sâu, bass mạnh thì mình có thể chọn Eastpass. Còn không thì chế độ loud nét để nghe nhạc vàng đều được, tùy nhu cầu của mình.